Bạn có lấy thuốc về bôi không? Chán quá trời luôn chị ha. Ừ, nhiều dữ vậy lắm đó. Mụn ẩn là gì? Ừ, nói chung là nó rất nhiều. Đi đâu vậy? Có mưa không? Ô là trời. Ây da. Trời ơi, nó rất là sâu luôn á. Quá trời. Ừ. Gán ghen. Chứ nó sâu quá, cũng không biết sao nữa. Trời ơi, nó dính luôn. Ơi giờ cái bụng này ở đâu vậy? Tại vì biết cái sao không? Nó nhiều quá. Yeah. Nó dày á. Nó dày lắm. Ý là nó dầm, nó làm xích 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 nhau quá đó. Yeah. Nên đâm ra lấy cái con này con kia nó ghế bên để nhau. Cái con đầu mới làm đúng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái đâm ra nó đau vậy á chứ. Nhưng mà có gì mà đau quá thì cứ nói chị, mình nghỉ một xíu ha. Không gì đổi vùng cũng được chứ cái vùng nó ở đâu rồi rồi. Tại biết sao sợ lấy hồi nó sưng lên, sợ cái qua vùng khác hồi quay lại cái nó mất tiêu. Xong cái tráng một xíu đi cái gì đỏ cái vùng xuống này xuống này.
nhìn cho hai cái gương là thấy chán nó li ti luôn rồi. Mụn nó to lắm. Nhiều á. Mụn sát 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 nhau nữa ạ. Để chị nhặt lại, chị bỏ lên trên cái miếng khăn chút nữa cho em coi. Nó khô quá, nó rớt hết trơn rồi. Đây thấy. Mở cửa giùm cái tiền. Hỏi phải bạn Di Khang không? Hả? Hỏi chị phải bạn Di Khang không? Di Khang hả? Ừ. Tôi xe vô giùm chị á. Tạnh rồi đó. Có muốn về không? Nhờ bạn nó dắt xe giùm cho. Anh đó đó. Mắt muốn nhắm lại rồi hả? Cảm ơn Tùy nhiều nha. Rồi, đổi qua chỗ này đi. Trời ơi. Xuống mặt một xíu ha. Chỗ này đỡ hơn không? Dạ. Yeah. Chưa đụng tới đỡ, làm một lần hai lần đầu chứ. Tầm đốt thứ 3 4 là coi như là đau. Vậy hả? Dạ. Yeah. Vậy mà ông nôn đợi một lần sao không nổi. Phải đau một lần đau hơn đau nhiều lần. Chịu không nổi vậy chứ. Con to nghe nó mũi này nha, dán xí nha. Nhanh nhanh lắm, nhanh lắm. Nhanh lắm. 2 3 ra rồi đó. Em ngồi dưới đợi chị tí nha Khang. Em tên là Duy Khang luôn đúng không? À, em là người được đặt cho. Ờ, à, em ngồi dưới em tên gì? Cái gì? Gia Long. Di Khang là bố hả? Dạ. Tưởng Di Khang là em chứ. Bố sinh năm nhiêu vậy Lâm? Đợi chị tí được không? Ca này nó khá là lâu à. Ăn uống gì chưa? Em khép chị cái cửa giùm chị nha. Chị đang đỡ mở máy lạnh. Nay được nghỉ học hả Lâm? Học hôm nay nghỉ rồi. Chết xuống.